sở tài, quý vị tam quý, quý thân bạn, quý thuộc, quý vị quan khách có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Được sự giám thị của quý gia đình, anh em đội VK có một lần cho hàng tấm thầu chúng cháu tới đây. Chúng hàng tâm nhận ý từ được cùng gia đình tam quý. Sau đó hàng chúng cháu lại tiếp một chuyện diễn chuyển với đội trường hai lát thì cuối cùng như cuối lần ngày thật kiềm đứng phá hoàng, dọa tấn động ra, đề thi kết động. Và cuối cùng em cũng cháu xin cầu chúc quý vị tam quý nhà làm trường đấu với đội trưởng trường hai lát thì cuối cùng tốt đẹp. Kính chúc gia đình và thầy chú quan khách của liên ban nhà được nhiều may mắn. Cho lần nữa được chúng cháu xin được phép. We'll be right back.
cõi trần để đi theo phò lưng cù
dù có sai gần, có thương tình, hãy vô ủng hộ. Con làm đổ bí đổ sắc về như bà con của bác Mỹ Hòa. Trời ơi, trước khi đi theo hòa hình, đổ nó còn gần gửi xin phí đổ sắc. Bà con ở xứ Mỹ Hòa đại gia thương tình, tiễn cho tôi con Mỹ này nó lên đường của dụ lên. Không cho được không? Trời ơi, khán giả mấy ngàn người đông như vậy, sao không ai thương tình vô ủng hộ á? Làm sao mà tôi về với trên cái lão Mỹ Hòa này cũng phá rối hoài quá. Mày muốn nói gì có lẽ không có quyền rõ. Chủ trại hầm Tám Thao thị trấn Mỹ An đâu? Kiếm chủ trại hầm chị mày. Ông Thao, nếu một mai tôi có vĩnh biệt cõi trần, thì ông phải tặng cho tôi một cái hòm đẹp giống hệt chúng ta nhà để cho tôi nằm mãi mãi. Mày tha tội nghiệp. Đây đại diện cho cơ sở mày tán cho hàng Tám Thao ra tặng cho mày 50 ngàn. Đủ đi về dưới không ông bảo. Khán giả đông như vậy mà sao có một người thương anh trời. Còn bấy nhiêu sao ghét tôi hết. Chứ mày ăn thật đàn bà mà ai hướng mày đâu bị mày. Vô tặng cho mày 100 ngàn đó mày. Chào ông anh đại gia tặng cho mày thêm 100 nữa nào mày. Trời ơi, nói thì nổi dây, còn nói trong ở tấm lòng của bà con. Đây không phải là lời cái tiếng nha, bà nằm mấy khó rồi. Mà đây là thời đạo sốt của loài quỷ sư. Trước khi nhìn mẹ coi. Dạ. Thôi mày ơi, đây tiếp tục của anh đại gia. Đi vô tặng cho mày thêm 50 ngàn nữa nè. Muốn nói gì nói lẹ lên nha mày. Trời ơi, chút nữa đây chúng sẽ đó tôi về bậc ca thế giới trời. Tặng cho mày 100 cái tay mà thôi mày. Tặng cho mày 50 ngàn và tiếp tục cháu trai tặng cho mày thêm 50 ngàn nữa mày. Bà con cô bác Mỹ Hòa mà có nhã ý thương tình ủng hộ thì tranh thủ vô đi để không còn cơ hội. Bà con cô Mỹ Hòa có lòng hảo tâm nó không hẳn chờ đợi mày. Ê, đâu mày đếm kỹ coi nãy giờ đại diện của trại hợp Tám Thao và bà con cô bác Mỹ Hòa đồ vô ủng hộ đủ mua một vé phương trang giường nằm máy lạnh có wifi tao về dưới của mày. Bây giờ đại diện hơn
Tao để tao đếm coi nãy giờ đại diện Mỹ Hòa bà con gom góp lại tặng cho mày tổng cộng được 400 ngàn mày. Cái gì? 400k. Con cái gì vậy? Không có bị khóc vậy chứ cự gì? Đám ma mà cự gì? Trời ơi, người ta chết mừng mấy hai ba chục chai, có kèn tay đầu thổi, còn cái thân quỷ đẹp trai số 1 ở Mỹ Hòa chết chỉ có 4 xị. Trời ơi, mày đẹp trai số 1 Mỹ Hòa hả mày? Nói không sợ mất cỡ chứ mày ăn anh hả? Đắp rồi tụi mày. Đầu như đúng gương. Ê, ê cái gì? Nó lấy lộn cái tấm gì thôi làm mồi của cái bóng niêm của tụi mày. Trời ơi, cái tấm thạch trẻ bàn được không vậy? Nằm xuống. Khẳng cạnh lên tụi mày. Ngoan. Ui, cái gì vậy? Ui, đỡ. Đỡ, mày, mày ca, mày nhúng, mày lỡ sao? Mày lỡ khu dưới, mày kiếm, mày dở đi. Mày để giật xích lên. Xin mời gia đình bà con cô bác hứa chờ đây xem chương đứng chỉ tội vui xứ này đập thành công tặng một tràng pháo tay tỉ trong lên đường quý vị ơi chuẩn bị một hai đây gốc này có thù với ông nội gốc đó gốc chết hay một hai gì vậy trước khi con vĩnh biệt cõi trần lìa xa nhân thế rồi sao nữa mày để đi theo khờ liên kiểu tao phải nhìn kỹ bà con cô bác của vô ủn hộ lần cuối không mày trời ơi nó sắp chết còn lấy giọng dương thanh vàng rồi ủn hộ hả giết mày rồi ủn hộ sao mày một hai ba xử tử đó yeah. We'll be right back.
xa.